Vừa qua, triển lãm hàng không vũ trụ Nam Phi AAD 2016 được tổ chức tại căn cứ không quân Water Club, phía nam thành phố Pretoria của Nam Phi. Đây cũng là một trong những triển lãm hàng không và các thiết bị quân sự có quy mô lớn nhất trong năm do Nam Phi tổ chức. Được biết, AAD năm nay quy tụ hơn 380 công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ đến từ 30 quốc gia. Đặc biệt trong triển lãm đó chính là phần biểu diễn trên không của phi đội máy bay biểu diễn Silver Falcon tại AAD 2016. Trong màn trình diễn, nhiều pha nhào lộn và bắn pháo sáng đã được thực hiện với sự phối hợp đồng bộ hoàn hảo giữa các máy bay, đã khiến cho nhiều khán giả phải trầm trồ khen ngợi.